Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 76. Vừa nghe câu Phật hiệu thì liền khóc. Chúng ta nghe được có người đang niệm Phật, hoặc giả là chính mình đang niệm Phật, nghe đến âm thanh câu A-di-đà Phật này, liền khởi lên tâm từ bi, tâm thanh tịnh. Vào lúc này, lo buồn, phiền não, vọng tưởng trong tâm bạn đều dừng hẳn, đều vắng bặt. Bạn nhất tâm duyên theo câu Phật hiệu, trong tâm sinh tâm hoan hỷ. Khi rất hoan hỷ, hoan hỷ đến chân tay múa may. Có một số người nghe đến câu Phật hiệu đều nổi hết gai ốc lên. Đây là một loại hiện tượng. Ngoài loại hiện tượng này ra là khi vừa nghe đến câu Phật hiệu thì liền khóc. Khóc lóc đến nước mắt rơi lã chã. Hai loại hiện tượng này đều là do cảm động mà sinh ra. Vì sao mà cảm động? Họ đời trước đã có tu qua pháp môn tịnh độ. Khi lâm chung, một vọng niệm sai lầm khởi lên nên không được vãng sinh. Lần này lại gặp được nên rất là cảm động mà có cái hiện tượng này xảy ra. Cái cảm động này là do tâm của họ có cảm. Họ chính mình cũng không biết được là do duyên cớ gì. Vì sao vậy? Vì sự việc ở trong đời quá khứ họ đã quên mất rồi. Tuy là đã quên mất, nhưng trong A Lại Gia Thức có cái chủng tử này, cho nên có cái duyên cớ này. Chủng tử của họ khởi hiện hành là một loại rung động như vậy, nên mới có cái hiện tượng này. Cho nên cái hiện tượng này là cái hiện tượng tốt, không phải là hiện tượng xấu. Thế nhưng đáng nên chú ý là cái hiện tượng này nếu như thường có, vậy thì đã bị ma ám rồi. Ban đầu khi mới tiếp xúc, khi lần đầu nghe được Phật hiệu, có bị vài lần thì không hề gì. Đây chính là trên kinh đã nói, họ không phải là người thông thường. Quá khứ họ đã từng tu qua cái pháp môn này. Nếu như lần nào cũng như vậy, đó chính là trên kinh Lăng Nghiêm gọi là ma ám thân. Trong kinh Lăng Nghiêm có ma hoan hỷ, có ma bi ai. Ma hoan hỷ thì hiện ra nhảy múa vui vẻ, ma bi ai thì ngày ngày sầu khổ khóc lóc. Nghe đến câu Phật hiệu thì đều là như vậy. Vậy thì chân thật đã bị ma ám rồi. Nếu như không phải thường có hiện tượng này, vậy thì không bị ma ám. Lần đầu tiếp xúc thì có cái cảm động này, về sau thì không còn nữa. Lại có người cảm thấy kỳ lạ, có phải mình đã thối tâm rồi chăng? Có phải vậy không? Lúc trước thì có cảm ứng, hiện tại vì sao không có cảm ứng? Kỳ thật đây là hiện tượng rất bình thường. Cảm ứng chỉ có thể có một lần, hai lần, không thể có được nhiều lần. Đây là chủng tử trong A Lại Gia Thức của chính mình hiện tiền. Ngoài ra có một loại nữa, chính là Phật lực gia trì, giúp bạn khởi phát thiện căn. Người có thiện căn nếu không có duyên xúc động thì rất khó phát khởi. Người mới học Phật thấy được ánh sáng, ngửi được mùi hương lạ, thấy được tướng tốt
họ bị xúc động, họ chân thật tin tưởng đây là duyên ở bên ngoài, là Phật Bồ Tát gia trì giúp đỡ họ phát khởi tín tâm. Họ chân thật tin tưởng rồi, về sau cái cảnh giới này không còn nữa, không phải thối tâm. Việc này chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.